Bắc Bộ rét đậm kèm mưa vào cuối tuần. Mới đây, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo dự báo vào ngày 13 tháng 11 sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường và lệch về phía đông. Tác động của không khí lạnh làm cho khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa nhỏ. Sau ngày 14 tháng 11, không khí lạnh tiếp tục lệch đông kết hợp với gió đông gây mưa ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Lượng mưa không quá lớn. Ngoài ra, khoảng ngày 19 đến 20 tháng 11 sẽ có thêm đợt không khí lạnh, cường độ mạnh hơn đợt 13 đến 14 tháng 11. Đợt không khí này gây ra gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực Bắc và giữa Biển Đông, ông Hưởng thông tin thêm. Theo dự báo, hiện tượng La Nina tiếp tục duy trì trong mùa đông năm 2022-2023. Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên nhận định vào trung tuần và nửa cuối tháng 12 năm nay. Trong mùa đông năm nay, nền nhiệt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C. Các đợt rét đậm, rét hại tập trung vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2 năm 2023. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm nay. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng khu Tây Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Dự báo từ đêm 12 đến 13 tháng 11, Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo trong nhiều ngày tới, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hôm nay, chiều cường tiếp tục đạt đỉnh ở Nam Bộ. Dự báo tác động của chiều cường kết hợp sóng lớn khiến ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng ở vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.